Sau khi mua chuộc được lão già họ Ngô tại vương hình phủ và lấy được quyền bí kíp khống hỏa thuật, Hàn Lập liền quay về nghiên cứu tấm da thú, cảm giác thú này không tầm thường. Đáng tiếc, ngoài trừ liễm khí quyết ghi trên đó thì các văn tự còn lại quả thực khó hiểu, chỉ có thể sau này sành lại giải được. Đã vài ngày trôi qua, hắn vô cùng thắc mắc, lão già kia sao vẫn chưa có tin tức gì. Đột nhiên Hàn Lập cảm nhận được điều lạ thường, pháp khí ngày đó hắn cho lão dùng để phòng thân có cấm chế cảm ứng. Từ điều này xem ra là xảy ra chuyện rồi, ân kỳ dẫn hắn tới một gốc cây trong rừng. Bởi vì pháp khí này là một đôi, luôn cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần một cái bị hỏng thì cái còn lại cũng hỏng luôn. Rất nhanh, Hàn Lập cũng tìm ra cái thứ hay, nó được chôn dưới đất. Điều này đồng nghĩa rằng Ngô lão đạo đã về đất mẹ rồi. May là hòn châu này còn lưu lại tàn ảnh. Tuy không rõ hung thủ gây án là ai, vậy nhưng hắn biết cái đó không còn nhịn được nữa. Sau khi Hàn Lập rời đi, đám người Mông Sơn Ngô Hữu cũng lộ mặt, thì ra bọn hắn đã ẩn nấp ở đây. Thực lực đám này mới chỉ có luyện khí kỳ, cho nên chứng kiến uy lực của trúc cơ tu sĩ, cả đám vô cùng kinh ngạc. Lý do bọn họ có mặt ở đây là được kẻ nào đó giao phó cho Ngô lão đạo. Còn yêu cầu ở lại mai phục, nếu có đồng bọn tới thì mau bắt lại. Không ngờ kẻ tới lại có thực lực quá tầm với. Chắc chắn rằng Hàn Lập đã đi xa nên cả đám mới tiến lại gần gốc cây xem xét. Đúng lúc định quay người rời đi, vậy nhưng ai ngờ Hàn Lập đã chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, đập cho đám này bất tỉnh rồi trói ngược lên gốc cây. Đối mặt với kẻ mạnh, bọn hắn đành phải đem hết mọi chuyện khai ra, tự thừa nhận là nói câu nào cũng thật. Những tán tu không may bị bắt còn chưa chết, vậy nhưng đều bị giam lại rồi, lão có thể dẫn hắn tới tìm bọn họ. Mông Sơn Ngũ Hữu trọng nghĩa khí nhất, thành thật đáng tin tuyệt đối không gạt người. Hàn Lập đương nhiên không phải dạng người nhẹ dạ cả tin. Theo lời vừa nói, bốn người là bị người kia hạ cấm chế, nếu không nghe lời thì sẽ chết. Ngoài ra tổ chức phía sau cũng không phải là ma đạo mà là hắc sát sáu. Bọn họ những năm này đã đi khắp nơi dụ dỗ bắt cóc những tán tu. Những tán tu này sau khi bị bọn họ mang đi thì mất tích từ đó, chưa từng xuất hiện lại. Mông Sơn Ngũ Hữu này chỉ là chân sai vật, chưa từng chủ động xuất thủ hại người. Bọn hắn muốn xin Hàn Lập xuất thủ giải khai cấm chế giúp. Đổi lại bọn hắn thề rằng sẽ nguyện máu chảy đầu rơi trợ giúp hắn dẹp yên hắc sát sáu, giúp đỡ chính nghĩa muôn chết không chối từ. Hàn Lập phủ nhận, ai nói rằng hắn muốn dẹp yên hắc sát sáu, lời này làm cho cả đám ngơ ngác. Không lâu sau đó, tên tiểu vương gia cùng tên vương ích cũng tới hiện trường. Nhìn thấy mọi thứ đã bị lật tung lên, tên tiểu vương gia kia vô cùng tức giận, thành sự thì không có, vậy nhưng bại sự thì có thừa. Tên vương ích nhanh chóng dùng cấm chế giết chết đám người Mông Sơn Ngũ Hữu nhằm bịt đầu mối. Đáng tiếc là vẫn chậm hơn một bước, Hàn Lập đã giúp bọn họ giải chú thành công nên vẫn còn sống nhăn răng. Cả đám nhanh chóng quỳ xuống cảm ơn rồi rít. Ân tái tạo này, bọn hắn suốt đời khó quên, vậy nhưng chắc là sau khi nạp chút rượu vào thì sẽ chẳng nhớ nữa. Hàn Lập nhẹ nhàng nhắc nhở, hy vọng quyết định của hắn hôm nay không sai. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, chỉ còn cách là tiện đường giải quyết một thể. Vậy nhưng để cho an toàn thì hắn trước tiên vẫn nên truyền thư cho sư phụ để ông phải tiếp viện tới. Lão đại nhanh chóng hỏi thăm tình hình và dự tính của Hàn Lập. Hàn Lập cho biết mọi người phải đối phó là một con rắn đầu sào hoạt mọc ra hai cái đầu, chỉ chém đứt một cái đầu vẫn là chưa đủ. Nhược điểm lớn nhất cho tới trước mắt bọn chúng chính là phe ta đã biết được thân phận của chúng là ai. Ngược lại thì bọn chúng vẫn chưa biết kẻ địch phải đối mặt là gì. Nếu như không tính sai thì việc tiếp theo bọn chúng làm sẽ là hành quân lặng lẽ, không xuất đầu lộ diện, bố trí sẵn cạm bẫy. Ý của Hàn Lập là làm điều ngược lại, gom hai đầu một chỗ rồi sau đó chém đứt một lượt. Nhiệm vụ này được giao cho đám người Mông Sơn Ngũ Hữu. Về phần Mặc Thải Hoàn, mặc dù là phàm nhân bình thường không thể giúp chiến đấu, cho nên nàng ta chỉ có thể trợ giúp bằng cách thu thập tin tức, phát hiện ra cứ điểm của bọn chúng rồi gửi tới cho Hàn Lập. Hàn Lập nhanh chóng nhận được bức thư do Mặc cô nương gửi tới, nội dung trong thư chứng minh lời nói của Mông Sơn Ngũ Hữu hoàn toàn chính xác. Có cô biết địch biết tai, trăm trận trăm thắng, khi đã hiểu rõ thông tin địa điểm của kẻ thù rồi, chuyện kế tiếp là hành động giải cứu người mà thôi. Và nhưng Hàn Lập lại không ra mặt mà để cho Mông Sơn Ngũ Hữu hành động thay. Bởi vì đám hắc sát sáu không dám manh động quá nhiều, cho nên quá trình giải cứu các tu sĩ tán tu không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, phe của Hàn Lập đã triệt hạ vô số hang ổ, giải cứu đi rất nhiều người. Điều này làm cho tên tiểu vương gia vô cùng tức giận, hắn ra lệnh phải tìm bằng được bốn tên đó. Ngay khi lệnh được phát đi, Mông Sơn Ngũ Hữu liền bị truy giết. Cũng trong lần giải cứu này, sao gia của cô bé Thúy Nhi cũng được tìm thấy. Hai ông cháu cảm ơn rồi cũng lên đường rời đi, tránh xa khỏi vùng đất thị phi này. Rất nhanh, tất cả cứ điểm bên ngoài của hắc sát sáu đã bị đánh sập. Vậy nhưng Hàn Lập biết như vậy vẫn chưa đủ để hủy diệt hắc sát sáu, hai kẻ đầu sỏ vẫn chưa hiện thân. Ở trong cung, tên vương gia đang liên tục thốt lên lời căm hận. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền phi hành ra ngoài. Hành động này đã lọt vào con mắt của Mông Sơn Ngũ Hữu. Giờ đi theo tên kia có thể sẽ tìm được một đầu rắn khác. Hàn Lập dựa theo thông tin tìm tới một nơi hẻo lánh ngoài thành.
đám người Mông Sơn Ngũ Hữu đã chờ sẵn. Bọn họ một đường bám theo tới nơi này, xem ra nơi này chính là cứ điểm chính của bọn họ. Những người khác hơn phân nửa cũng ở đây, chỉ có điều nơi này bố trí trận pháp phòng ngự nên bọn hắn không biết phải làm thế nào. Đối với một người có am hiểu trận pháp như Hàn Lập thì nói chẳng phải vấn đề nan giải gì. Trận pháp không đủ gây sợ, có thể dùng vũ lực phá vỡ. Nói rồi hắn cũng xuất ra thực lực, phóng về phía pháp trận vô số công kích. Đứng trước màn mưa bom bão đạn, cái giới nhanh chóng bị phá hủy. Có khách tới chơi, lại còn hộ báo đánh rắn động cỏ, tên tiểu thiếu gia kia liền dẫn người ra tiếp khách. Ngoài hai người đã xuất hiện thì lần này còn có thêm một gã hòa thượng lực lưỡng, cơ bụng 6 múi. Gã ta gọi là Thiết La Huyết Hầu, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Hàn Lập lên tiếng chào hỏi, bên kia cũng thản nhiên đáp lại. Để đề phòng bất chắc, tên tiểu vương gia liền yêu cầu bày trận, bao vây đám người Hàn Lập vào bên trong. Bên trong trận pháp nhanh chóng xuất hiện một vài cột lốc xoáy. Lão đại của Mông Sơn Ngũ Hữu lo lắng, bọn chúng người đồng thế mạnh. Còn có tên đầu chọc kỳ áp trận, sợ là khó đối phó. Trên miệng bọn họ nói là nghĩa khí, vậy nhưng dưới chân thì liên tục run rẩy. Bốn người nhanh chóng lao lên tấn công lốc xoáy định phá vỡ pháp trận, vậy nhưng không được. Cả đám nhanh chóng bị gió xoáy cuốn bay tứ tung, lăn lộn chẳng khác gì chiếc lá. Hàn Lập thế vậy buộc phải ra tay ngăn cản. Hắn cần chút thời gian phá trận nên yêu cầu mọi người chống đỡ trước một lát. Muốn phá vỡ trận phải tìm thấy trận nhãn nằm ở chỗ linh lực mỏng manh nhất. Sau thoáng chốc thăm dò cũng phát hiện ra trận nhãn nằm ở phía trên. Hàn Lập nhanh chóng lao lên trên, tên hòa thượng thế vậy vội vã xuất thủ ngăn cản, vậy nhưng không được. Nam chính một đường lao xuyên qua trận pháp, sau đó lao về phía đám người bày trận. Chỉ cần giết chết người bày trận thì trận pháp sẽ sụp đổ. Lần lượt từng tên bị tiễn về với đất mẹ. Cảm thấy không ổn, tên hòa thượng lập tức lao lên ngăn cản. Hàn Lập cũng lấy ra pháp bảo đáp trả lại, đôi bên không ai nhường ai. Vậy nhưng thực lực Hàn Lập vốn dĩ mạnh hơn một bậc, nên dễ dàng đẩy lùi lão hòa thượng về sau, sau đó tiện tay phá hủy trận pháp. Biết bản thân gặp kẻ địch khó chơi rồi, lại còn có đầu óc nữa, cho nên lão ta đành phải sử dụng toàn lực. Lão lùi về sau rồi thi triển ra tuyệt chiêu hỏa huyết. Tuyệt chiêu này cần thời gian ngừng tụ, thân thể lão bị một chiếc kén bao phủ vào bảo vệ. Nên tiểu vương gia nhanh chóng yêu cầu đàn em lao lên tấn công, tranh thủ thời gian cho lão hòa thượng. Cả đám nghe lệnh liền xông lên quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, vừa phi hành vừa liên tục phóng ra công kích. Hàn Lập nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân đã dễ dàng ngăn cản, sau đó phản công ngược lại. Bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn, vậy nên đám lính của tên tiểu vương gia lập tức bị đập cho tơi tả, chẳng khác gì một màn đồ sát lấy dao chém chuối cả. Dù là vậy thì đám đàn em này vẫn ngoan cố lao lên để chịu chết. Tên tiểu vương gia cùng Vương Ích cũng bộc phát thực lực rồi lao lên. Tuy cả hai đều là luyện khí kỳ, vậy nhưng thực lực riêng lẻ mạnh hơn từng cá nhân trong đội của Mông Sơn Ngũ Hữu, lấy một đánh một đúng là chiếm được ưu thế. Hàn Lập nhanh chóng tiến lại gần cái kén của tên hòa thượng kia rồi lấy ra khôi lỗi cùng pháp bảo cùng kích, vậy nhưng không có kết quả. Cái mai rùa này còn cứng hơn cả sắt thép, trong thời gian ngắn không thể công phá nổi. Sau khi bị ăn hành, đám người Mông Sơn Ngũ Hữu cũng bắt đầu phản công ngược lại. Nhờ sự kết hợp ăn ý, bọn họ cũng khiến cho hai tên kia phải nếm mùi ăn đòn là gì. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào lần tới.